All right, and whoa! Oh! Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel Hàng Hóa Thái Thắng. Trong video ngày hôm nay mình sẽ review một dòng sản phẩm đèn pin cầm tay UV đến từ hãng Terino ha. Và sản phẩm sẽ có mã là UVT705 nha mọi người. Và đối với dòng sản phẩm này thì nó sẽ có kiểu dáng kích thước rất là nhỏ gọn ha. Và mình có thể dàng cầm nắm và thao tác sử dụng trong cái lòng bàn tay của mình và có thể cho vào túi quần, túi áo, ba lô, túi sách ha. Và ngoài ra thì sản phẩm này còn có trang bị thêm công nghệ zoom tụ tỏa chùm tia mọi người. Mình có thể dàng điều chỉnh chùm tia chiếu gần hoặc chiếu xa tùy vào cái công việc sử dụng của mình ha. Đây, và trên thân đèn thì mình sẽ có hãng Terino mọi người, mã sản phẩm là UVT705 ha. Đây, kiểu dáng nó nhỏ gọn luôn. Và phía sau thì mình sẽ có nắp đậy cổng sạc thôi. Đây, zoom đây, zoom sử dụng công nghệ zoom dimmer nha mọi người. Đây, 1x4x ha. Và ở trên thân đèn thì mình có cái công tắc nha mọi người, dễ dàng bật tắt. Đây. Đây ha. Và ở dòng Terino T75 này thì nó sẽ có bước sóng là 395 nanomet mọi người. Mình có thể sử dụng cái sản phẩm này trong những hoạt động soi chiếu như là kiểm tra giấy tờ giả, tiền giả hoặc là soi chiếu đồ cổ ha. Mình có thể sử dụng để phát hiện được những cái chất phosphor độc hại có trong tả giấy hoặc là mỹ phẩm nha mọi người. Và phát hiện chất thải động vật là soi côn trùng làm khô nhanh keo dán công nghiệp hoặc là khô nhanh sơn móng tay ha. Và cường độ sáng của sản phẩm là 90 lumen mọi người và nhiệt độ màu của sản phẩm là 4100K ha. Và công suất bóng UV là 5W mọi người với cái tuổi thọ hoạt động lên đến 100.000 giờ chiếu sáng luôn. Đây rất là bền mọi người. Dòng sản phẩm đèn Terino thì mình cứ yên tâm về cái độ bền của sản phẩm ha. Đây. Và cái đầu đèn này thì như lúc nãy mình nói thì nó sẽ trang bị công nghệ zoom dimmer chùm tia ha. Nó sẽ cho cái ánh sáng phát ra tụ hoặc tỏ tùy vào cái mục đích soi chiếu của mình ha. Đây. Mọi người. Đây. Và đặc biệt thì nó sẽ sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn mọi người, cho nên mình có thể dàng mang theo bên người và sử dụng bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu hả. Và cái sản phẩm này thì nó cũng sử dụng chất liệu là hợp kim nhôm mọi người, nó sẽ mang đến cái trọng lượng rất là nhẹ luôn. Đây, và cái chất liệu hợp kim này thì nó còn giúp cái sản phẩm có độ bền rất là cao, có thể chịu được những va đập hoặc rơi rớt mọi người. Và nguồn trang bị cho sản phẩm là pin sạc lây anh mọi người với dung lượng là 1200 mAh hả. Đây. Thì sạc thì mình sẽ sạc thông qua cổng USB này, mình chỉ việc vặn cái phần đuôi đèn ra và mình sẽ cắm vào cái cốc sạc điện thoại của mình hoặc là cái cốc sạc dự phòng và có thể sạc trên những cái thiết bị khác như là cổng USB trên ô tô hoặc là cổng USB trên laptop, PC hả. Đây, nó sẽ luôn. Sạc trực tiếp này thì nó sẽ cho cái thời gian sạc nhanh hơn những dòng sản phẩm sạc trên pin mọi người. Đây. Và sản phẩm này thì nó còn có đạt chuẩn chống nước là IP65 cho phép cái đèn này có thể hoạt động tốt trong những môi trường có điều kiện thời tiết khắc nghiệt ha. Đây, chất liệu hợp kim nhôm. Và bây giờ thì sẽ tắt đèn và test thử nha mọi người. Đây, dòng UV bước sóng 395 này thì mình chủ yếu để là làm khô nhanh những cái dòng keo công nghiệp người hoặc là keo sơn móng tay ha. Đây, ở đây thì kiểm tra giấy tờ giả người. Đây, nó sẽ nổi cái chữ thẻ bảo hiểm y tế lên ha, và cái mọc ở ngoài thì nhìn rất là nét người. Ở đây thì mình đang quay qua cái camera cho nên sẽ ảnh hưởng đi phần nào chất lượng hình ảnh ha. Và đèn cái sản phẩm T705 này thì nó sẽ trang bị cho mình 3 chế độ sáng người, chế độ sáng mạnh nhất ha. Đây, và thêm chế độ sáng vừa và chế độ nhấp nháy người. Đây. Ngoài sử dụng để soi chiếu thì có thể là sử dụng làm đèn trợ sáng nha người. Ở ngoài nhìn nó nổi lên rất là rõ. Đây, cổng USB ha. Thương hiệu chuyên sản xuất đèn pin Terino, công nghệ zoom tụ tỏa chùm tia. Đây. Đây rồi. Thì nếu như có nhu cầu trang bị và sử dụng dòng sản phẩm đèn pin Terino VT705 này thì cứ tham khảo trực tiếp sản phẩm này, chỉ là số 12 ngõ 51 phòng Hà Phúc Xá Bình Nội hoặc là khu vực miền Nam là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 sẽ là 0912245244 và 0974444097. Trang web bên mình là điện tử đóng.com.net rồi.
Ngoài ra thì có trang đèn billet.net ha. Thì ngoài dòng sản phẩm đèn UV đến từ hãng Terino này thì mình có thêm dòng sản phẩm đến từ những thương hiệu cao cấp khác như là của Sapphire mọi người. Đây, những dòng sản phẩm UV đến từ Sapphire thì cũng có độ bền rất cao ha. Và bên mình còn cung cấp thêm dòng sản phẩm khác như là máy dò vàng, dò kim loại đá quý, những dòng đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ, đèn pin cứu hộ, đèn pin chống cháy nổ, những dòng thiết bị khoa học như là ống nhòm ngày, ống nhòm đêm, kính thiên văn và kính thiên vi, những dòng thiết bị kỹ thuật số rồi công nghệ như là khung ảnh số, máy găm, camera hành trình, mirror không dây, gói dây bằng nghị, những dòng camera nước, camera nội soi công nghiệp với dòng thiết bị đồng các loại. Và mình xin kết thúc video review dòng sản phẩm đèn pin UV Terino T705 tại đây. Mọi nhớ like, đăng ký kênh YouTube của mình để khi mà mình ra video sẽ không bỏ lỡ những sản phẩm hàng hot, hàng độc đáo, hàng công nghệ nào của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người sau.